Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Phước Sửu. Mình là Hoàng Quyên. Hai chị em nhà mình hôm nay sẽ review, đánh giá cho mọi người biết được cái shop house của dự án Zayet Nhà Bè tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ đáng đầu tư hay không chị ha. Ok, mời mọi người theo chân chúng mình vào căn shop house đầu tiên. Let's go. Và hôm nay một cái sản phẩm mà Phước Sửu và chị Hoàng Quyên đưa mọi người đến để tìm hiểu, đó là một căn shop house nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Và như mọi người nhìn thấy thì ngoài cái mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ thì có thêm một con đường là khoảng 10 mét để cho xe hơi qua lại di chuyển rất là dễ dàng. Vị trí như vậy thì nó sẽ là rất là dễ dàng cho khách mua sắm, phải không chị Hoàng Quyên? Theo chị thấy thì với cái vỉa hè lớn và một cái con đường trong này thì rất là tiện cho khách hàng có thể dừng ô tô ngay tại căn shop này và đi vào mua sắm tại đây. Đúng rồi, bây giờ có một cái điều đặc biệt mà chị Hoàng Quyên và mọi người nhận thấy, đó là khi bước vào cái cây, đây là cửa phụ, thì sẽ có một cái cầu thang đi lên. Điều này giúp cho gia chủ có thể dễ dàng, ví dụ vừa cho thuê vừa để ở phòng chị Hoàng Quyên. À, mình có thể ở trên đúng không em? Ở đây, đây mình sẽ kinh doanh và mình ở trên rất là tiện cho khách hàng để mà quản lý căn shop cho chính của mình luôn. Và đúng rồi, và từ cái di chuyển sát cầu thang thì mình có thể là di chuyển vào một cái dầm thang máy chị Hoàng Quyên ạ. Với cái dầm thang máy này mình có thể thiết kế một cái thang máy đưa lên cao, thì từ khoảng không từ đây qua bên hướng phía bên này thì mình có thể cho thuê riêng biệt một đối tượng là thuê riêng biệt một tầng trệt đó chị Hoàng Quyên. Và những khách hàng nào mà thuê ở tầng trên cùng thì có thể di chuyển bằng thang bộ và di chuyển bằng thang máy. Vậy là quá tiện. Cái căn này mình có thể kinh doanh cà phê tốt không em ạ? Vị trí này quá tuyệt vời đi chị Hoàng Quyên ạ. Khi mà chị Hoàng Quyên và sở hữu hoặc là khách hàng chị Hoàng Quyên sở hữu ở đây á, đây chính là một cái khu cực kỳ sầm uất sau này luôn. Mình có thể lên lầu xem đi em. Rồi, bây giờ là Phước Sửu và Hoàng Quyên sẽ đưa mọi người lên tầng 1 để khám phá những cái tiện ích trên này ha. Rồi, bây giờ Phước Sửu và Hoàng Quyên sẽ di chuyển từ thang bộ mình lên tầng trệt của căn shop house, phải không chị Hoàng Quyên? Chị Hoàng Quyên ơi, cho mình hỏi tí xíu là chị có ở gần cái dự án Zayet Nhà Bè này hay không? Chị ở gần đây, chị cách dự án này khoảng 500 mét thôi em. Cái đợt mở bán đầu tiên là chị Hoàng Quyên làm ở công ty môi giới nào và chị có tham gia bán đợt đầu hay không ạ? Chị làm bên công ty ERA Việt Nam và đợt đầu thì chị cũng có bán một cái căn nhà phố ở bên dự án Zayet này, và hiện tại là khách hàng đang rất hài lòng khi mà nhận nhà tại đây. Quá tuyệt vời. Thì Phước Sửu và chị Hoàng Quyên bắt đầu là giờ di chuyển đến một cái tầng trệt của dự án shop house, dự án Zayet Nhà Bè. Thì đối với cái tầng trệt này thì quý anh chị có thể là thiết kế decor để cho thuê nhà hàng, khách sạn, hoặc là mình ở đây mình làm tòa nhà ngân hàng cũng được. Bởi vì cái lối thang bộ được cái là nó ép sát tường nè, và lối thang máy thì nằm ở phần cuối của căn nhà, nên như là khoảng không này khá rộng không chị Hoàng Quyên? Với diện tích 7 x 18 này mình có thể set up quán cà phê, nhà hàng hoặc là một cái căn siêu thị mini. Đúng rồi. Để phục vụ cho cư dân ở đây. Phía trước thì có cửa lùa, phía sau thì có ban công nhìn về gọi là tổng thể của khu biệt thự, và ở trong này có những cái tiện ích nổi bật cao cấp và những dự án khác không có được. Rồi, bây giờ Phước Sửu và chị Hoàng Quyên sẽ di chuyển lên tầng 2 để mình xem tầng 2 có gì đặc biệt nhé. Rồi, hòa tầng 2 thì sẽ có khoảng không và khoảng trống để mình thiết kế phòng ốc dễ dàng hơn. Và điều đặc biệt ở tầng 2 là có một ban công khá rộng, phải không? Đây. Wow, đây. Phòng 2 là tầng 2 là quá rộng luôn. Đúng rồi, ở đây thì chị Hoàng Quyên rất là thích về gọi là trà đạo, phải không? Thì đây là một cái không gian có thể thiết kế những cái quán trà nè, quán cà phê nè, rồi là tiệc ăn uống ngoài trời, kỳ tiệc ăn uống là gọi là view ban công đó. Rất là mát luôn mọi người ơi. Từ cái tầm view này thì mình phóng xa hơn tí nữa là biệt thự La Villa và Nay Sao, và trước mặt của mình là cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Chị Hoàng Quyên ha. Chị Hoàng Quyên có biết là cung đường Nguyễn Hữu Thọ sau này á, thì có thêm cái phương tiện nào di chuyển đi qua đây nữa hay không? Dự tính là sẽ có tuyến metro số 4 đi xuyên suốt con đường Nguyễn Hữu Thọ này, nối từ quận nhất, trung tâm quận nhất về đến Long An.
Dạ, tất cả những bất động sản mà sau khi tuyến tàu điện ngầm đi ngang qua thì bất động sản sẽ tăng giá từ 25 đến 30% sau khi mà có cái thông tin mà chỉ cần xây dựng. Điều đó thì chính xác rồi, tại trải qua nhiều cái dự án ở khu đông. Và chị thấy không, những cái đường nét mà xây dựng của căn nhà này rất là sắc sảo luôn. Một cái tông màu gọi là cổ điển kết hợp với lại gọi là cổ và gọi là hiện đại. Nên đó là nó làm cho căn nhà trở nên là thoáng mát nè. Rồi và một cái không gian gọi là đậm bản chất của châu Âu. Chị rất là thích cái hành lang ở đây, nó rất là rộng luôn đó em. Đúng rồi, nó rất là rộng. Nếu mà đem làm quán ăn mình có thể bày ở đây 5 bàn. Và sở thích của khách khi mà ngồi quán ăn buổi tối là thích ngồi trên ban công cao và để ngắm chiêu về cái đường phố và để hưởng cái gió thiên nhiên ở đây. Quá tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên tầng 3, một cái tầng gọi là khá đặc biệt của dự án này luôn. Nói về xây dựng thì GSGNC của Hàn Quốc là một cái đơn vị cực kỳ uy tín. Họ đã là xây dựng rất là nhiều tòa nhà, căn hộ. Và đặc biệt là một trong những chủ đầu tư là chuyên về cơ sở hạ tầng xây dựng những cái cung đường lớn tại Việt Nam. Và như cái nhà thô mà của dự án Zaget Nhà Bè này bàn giao cho khách hàng thì tỷ lệ khách hàng nhận nhà hiện tại mới khoảng 30%. Nhưng mà mức độ khen ngợi về chủ đầu tư thì rất là nhiều chị ạ. Cũng tương tự như tầng 2, nhưng mà tầng 3 của bên này thì có một cái hành lang cũng khá rộng phải không chị? Tầng 3 thì cực kỳ đẹp hơn tầng 2 nữa, tại vì mình được ngắm toàn cảnh cái view cao hơn. Ngắm toàn cảnh con đường xanh mướt, con đường Nguyễn Hữu Thọ xanh mướt luôn. Và mình có thể nhìn song song qua kia là khu biệt thự cao cấp nhất của Nam Sài Gòn hiện nay là Nine Sao. Và La Villa sở hữu một cái ôm trọn cái bờ sông của Nhà Bè. Đúng rồi, sông Sài Gòn không chị ha. Đây là một cách thiết kế gọi là cực kỳ tinh tế và khách hàng khi đến đây là rất là thích. Cái tầng 3 là một cái tầng thiết kế giống như một căn duplex luôn. Thì ở đây chị có thể thiết kế thang máy đi lên theo cái dọc bên thang máy, dầm thang máy cũ, hoặc là mình thiết kế một cầu thang bộ để mình lên một cái căn duplex như thế này chị ạ. Trên này thì chị có thể thiết kế được một phòng và một cái sân thượng rất là lớn bên trên nữa. Và điều đặc biệt là mọi người có chú ý đến là khi mặc dù là bàn giao nhà thô nhưng mà những cái đường nét của bê tông gạch được làm rất là chắc chắn và sắc sảo. Mọi người có thể kiểm định cái nhà chất lượng của cái nhà thô này. Đúng rồi. Từ những cái hộp gen nè, những cái cách thiết kế và mọi người như nhìn thấy là cái hệ thống mái trên này họ đã đổ một lớp khá dày. Nên là mặc dù khi mà sử dụng và ở tầng trên cùng này nó vẫn không bị gọi là nóng bức do nhiệt độ. Và ngoài cái lớp gọi là bê tông dày như vậy thì chủ đầu tư đã tinh tế và chọn đặt mua một cái những loại ngói thái được nhập khẩu từ nước ngoài để làm cho cái mái nó đẹp hơn. Và nó có một cái màu rất là nhã nhặn vừa phải và tô điểm thêm một cái dự án cực kỳ hấp dẫn tại Nhà Bè. Nói chung kết cấu nhà thì rất là thoáng mát, dễ chịu. Mặc dù là mình đang ở vào thời điểm là buổi trưa nhưng cảm giác rất là mát. Wow, một cái sản phẩm shop house cực kỳ hấp dẫn, đem đến cho khách hàng một cái trải nghiệm tuyệt vời cho Nhà Bè. Mọi người quan tâm thì hãy inbox cho anh em, chúng mình sẽ dắt đi mọi người tham quan toàn những cái loại hình nhà phố ở Zaget này nhé. Đừng quên gọi cho Phước Sửu và Hoàng Nguyên theo số hotline bên dưới để bên mình sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin về dự án. Và đặc biệt có một cái giỏ hàng cực kỳ dồi dào để quý anh chị chọn mua. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp nhất để mọi người đầu tư vào bất động sản cho năm 2023, khi cái mức giá đầu năm cũng còn rất là thấp để mà đầu tư. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Xin chào cả nhà.